Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chủ trì lễ đón. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Trong không khí thắm tình anh em, Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba đã đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại sảnh chính Cung Cách mạng. Hai nhà lãnh đạo cùng tiến vào vị trí danh dự và quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Đội trưởng đội danh dự các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba mời hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự. Trong tiếng nhạc hùng tráng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba cùng tới chào quốc kỳ hai nước và đội danh dự. Sau khi thức duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Chủ tịch Cuba cùng tiến đến chào hỏi và giới thiệu các thành viên chính thức đoàn đại biểu hai nước có mặt tại lễ đón. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận đánh giá về thành tựu đạt được, kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong thời gian qua và đề ra những phương hướng để tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba bước sang một giai đoạn mới, ngày càng phát triển thực chất và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba mang ý nghĩa biểu tượng lịch sử, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước với những kết quả thiết thực và bền vững hơn. Quan hệ đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng và ngày càng phát triển. Trong những năm tháng, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc vào những năm 1960-1970, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới, đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả. Trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu, có hiệu quả về cả tinh thần lẫn vật chất. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Về phần mình, Việt Nam luôn tích cực tăng cường sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước. Lãnh đạo hai đảng hai nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước là biểu tượng của thời đại. Trong suốt hơn 60 năm qua, dù tình hình thế giới có nhiều thách thức, thăng trầm, song mối quan hệ đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Cuba ngày càng được củng cố và phát triển, gắn bó khăng khít trên nhiều lĩnh vực. Ngày nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba và tiếp tục vun đắp phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, quan hệ giữa hai đảng đi vào chiều sâu, giữ vai trò nền tảng chính trị định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước. Quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam-Cuba đã tạo đà cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là đối tác đầu tư lớn nhất ở Cuba đến từ khu vực châu Á và châu Đại Dương. Hai bên tiếp tục triển khai Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba ký năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 với nhiều cam kết ưu đãi đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa song phương. Dự kiến sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ các hoạt động nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba sáng ngày 26 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm đặc khu phát triển Marian, khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của Cuba. Bí thư thứ nhất Chủ tịch Cuba cùng tham gia hoạt động này với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, giới thiệu với hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba, Tổng Giám đốc đặc khu bà An Teresa Agraza Batizlet, cho biết đặc khu nằm tại cảng Marian thuộc tỉnh Artemisa có diện tích khoảng 465 km2.
đến năm 2022, đặc khu đã cấp phép đầu tư cho 62 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 3 tỷ đô la Mỹ, trong đó 56 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ đã thực sự đi vào hoạt động, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Tại khu vực kinh tế chiến lược này, hiện có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia. Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai về số dự án đầu tư tại đặc khu. Đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại đặc khu, Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định đây là minh chứng về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, cũng như những kỳ vọng phát triển trong quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Nhấn mạnh Cuba đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn do tác động của chính sách bao vây cấm vận kéo dài của Hoa Kỳ, Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba và hy vọng hai bên sẽ đạt được nhiều thành công trong thời gian tới. Chia sẻ với những đánh giá của nhà lãnh đạo Cuba, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm đặc khu, cho rằng đây là mô hình kinh tế tiềm năng, thử nghiệm những chính sách mới đặc thù trước khi nhân rộng, từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế Cuba vượt qua khó khăn thách thức hiện nay. Chỉ rõ Việt Nam không bao giờ quên những tình cảm nghĩa tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam trước đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước và các nhà đầu tư Việt Nam mong muốn đóng góp sức mình giúp Cuba trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư tại đặc khu gồm công nghệ sinh học, nghiên cứu và sản xuất thuốc, công nghiệp bao bì, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nói chung, tin học, truyền thông, du lịch, bất động sản và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Sản phẩm của các dự án đầu tư có thể được cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu ra các nước trong khu vực. Với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại, có tính kết nối cao, đặc khu hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng tại Cuba. Đây cũng là cầu nối giúp các nhà đầu tư kinh doanh kết nối với thị trường khu vực Mỹ Latin, Caribe và Nam Mỹ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cùng với Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trực tiếp tham quan một số dự án trong khu vực đặc khu, trong đó có khu công nghiệp Vimagriel. Nhân dịp này, hai lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã chứng kiến lễ công bố cấp giấy phép đầu tư cho hai doanh nghiệp Việt Nam là Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn cầu Thái Bình và Công ty Phân bón ATG. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, sáng ngày 26 tháng 9, Phu Nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm trường tiểu học Võ Thị Thắng ở quận Playa, thủ đô La Habana. Cùng đi có Phu Nhân Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Liz Costa Paraza và Bộ trưởng Giáo dục Cuba. Phu Nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động lần đầu đến thăm ngôi trường mang tên nữ chiến sĩ cách mạng anh hùng Việt Nam Võ Thị Thắng, và được các thầy cô, các cháu học sinh Cuba đón tiếp trọng thị với tình cảm nồng ấm và thân thiết. Theo phu nhân, Việt Nam và Cuba tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng lại có sợi dây vô hình liên kết chặt chẽ. Đó là tình cảm đoàn kết truyền thống, tình đồng chí anh em, đặc biệt thân thiết giữa nhân dân hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước đã không ngừng vun đắp. Ngôi trường xinh đẹp mang tên nữ anh hùng Võ Thị Thắng là một thể hiện sinh động về mối quan hệ thủy chung và tình cảm đặc biệt đó giữa hai dân tộc. Vui mừng trước những thành tích mà nhà trường, các thầy cô giáo, các cháu học sinh đã đạt được trong các năm học vừa qua, phu nhân chúc các thầy cô và các cháu học sinh trường tiểu học Võ Thị Thắng tiếp tục cố gắng thi đua dạy học và học thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng hành trang tri thức để trở thành những chủ nhân tương lai, xây dựng và phát triển đất nước Cuba ngày càng giàu đẹp, kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết chung thủy Việt Nam-Cuba. Phu nhân mong rằng, nhà trường tiếp tục nối tiếp truyền thống, kế thừa sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cha anh, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết thủy chung Việt Nam-Cuba. Nhân dịp này, phu nhân đã gửi tặng nhà trường và các cháu học sinh một số thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập. Cũng trong buổi sáng, hai phu nhân đã tới thăm nhà hát Bảo tàng rối An Aka. Tại đây, hai phu nhân đã được nghe giám đốc di sản của văn phòng sử gia thành phố La Habana và giám đốc nhà hát Bảo tàng rối giới thiệu về công trình kiến trúc nhà hát bảo tàng, về văn hóa rối và thưởng thức vở rối Romeo và Juliet. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.